Pak er maar twee, pak er maar twee. Deze. Ik ben vandaag jarig, hè? Daarom. Ja. Oh, dankjewel. Ja. Goed zo. Ja. Kom maar. Alsjeblieft. Fijne avond. Veel plezier. Dankjewel. Doei. Ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt cho các em thiếu nhi, rất là dễ thương luôn. Mà bé Linh đi xin cũng được nếu mà bé Linh hơi mắc cỡ. Ai chửi? Wat kunnen jullie goed zingen? Ja, goed. Ja, mooi. Dan ben hij ook jarig. Ik ben jarig. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dankjewel. Maak maar twee. Bak er maar twee, jongen. Bak maar. Dankjewel. Jullie heel mooi. Ja. Fijne avond. Tiền xin chào đại gia đình thân yêu của mình. Tiền xin chúc cho cả nhà mình luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11, là ngày sinh nhật của ông xã của Tuyền cũng như sinh nhật mẹ đỡ đầu, và cũng là một cái ngày đặc biệt của nước Hà Lan. Cái ngày này thì các em xách lồng đèn đi khắp xóm để mà các em xin kẹo, giống như là cái ngày Halloween ở bên Mỹ vậy đó. Ở Hà Lan thì Halloween Tuyền không thấy họ đi xin kẹo, nhưng mà đặc biệt là cái ngày 11 tháng 11 là ngày Sint Maarten, là có các em đi xin kẹo. Thành ra là rất là vui là ngày hôm nay là sinh nhật ông xã Tiền, rồi ngày các cháu đó xin kẹo luôn. Thì thường cái ngày này á là siêu thị á hoặc là các tiệm bánh kẹo á bán bánh kẹo rất là đắt. Mà bé Linh với ông xã Tiền hồi nãy đi vô mua đó, hên là được còn 2 túi kẹo. Thành ra là đây là sô-cô-la, đây là sô-cô-la và bánh để mà các em đến mình. Cứ mà mình mua bánh về đó, mình để lên cái mâm này nè, xong rồi các em bấm chuông á, rồi mình đưa cho các em, rồi các em sẽ hát một bài hát của Hà Lan. Thì ở Hà Lan này đó, sinh nhật ông xã của Tuyền á là lọt vào ngày thứ hai, là ngày đầu tuần. Thành ra là Tuyền cũng không có mời bạn bè đến để mà chung vui. Thường cuối tuần á thì mọi người nghỉ nhiều hơn thì mình đến mình chung vui được. Thành ra là chỉ có gia đình nhỏ của Tuyền thôi. Thì Tuyền cũng không biết làm món gì để đãi cho ông xã. Thì thôi bây giờ Tiền nghĩ một cách là cháu Liêm cũng rất là thích ăn cuốn. Thành ra là Tiền mua một miếng thịt ba chỉ nhỏ nhỏ, Tiền luộc lên cho ông xã Tiền cuốn ăn. Tại vì ông xã Tiền thì không thích cá lắm. Thành ra là Tiền mua thịt ba chỉ để mà cho anh Viện cuốn. Tiền với cháu Liêm á thì có cái món này rất là đặc biệt. Mà cái món này rất là nổi tiếng của người Hà Lan là cá nục Na Uy sông khối. Cá nục Na Uy sông khối á, mà tất cả cái này là bằng phi lê. Họ lóc phi lê ra, xong rồi họ ướp với tiêu á, họ xông khối lên, rất là ngon luôn. Cả nhà mình thấy nè, hấp dẫn lắm. Cái mùi tiêu rất là ngon. Hôm trước Tiền đi Pháp á, Tiền mua cái này nè, Tiền tặng cho hai chị bạn ở bên Pháp á, chị rất là thích luôn. Mà cháu Linh á và Tiền á rất là ghiền cái món này. Là mình mua như vậy về nè, tại họ đã làm chín hết rồi, mình không cần phải làm gì lại hết á. Mình chỉ luộc bún lên, sau đó rồi mình cuốn bánh chén mình ăn thôi. Thì ở đây họ bán cá này đó là 1 ký 18 euro, cá phi lê sông khối. 18 euro thì Tiền nghĩ khoảng đâu hơn 400 ngàn gì vậy thôi, chứ cũng không mắc lắm. Tại vì họ lọc hết xương rồi còn phi lê không thôi. Đó, cái món này, một cái mâm rau. Và Tiền cũng mua thêm một con cá. Tiền cũng mua thêm một con cá, cũng là cá nục Na Uy luôn. Đây, Tiền cũng mua một con cá nục Na Uy, họ cũng sông khối luôn. Này là nguyên con, cái kia thì họ lóc phi lê ra rồi. Một con cá này á khoảng 500 gram mà họ bán là 3,5 euro một con. Thành ra là Tiền mua về rồi Tiền ông xã và cháu Liên, gia đình nhỏ của Tiền ăn mừng sinh nhật của ông xã. Con cá rất là mập mà rất là to luôn, ngon lắm. Ở đây Tiền có xoài nè, xoài sống Tiền cũng sắc mỏng mỏng ra. Ớt chuông Đà Lạt Tiền cũng cắt ra luôn. Rồi dưa leo, xà lách, nước mắm. Và đây là cái tô để Tiền đựng nước, Tiền nướng bánh tráng. Và Tiền có bánh tráng ở đây. Đó. Thì
ông sẽ ông xã cho cảm giác bữa nay coi, ngày hôm nay ngày sinh nhật của mình nè. Xin chào đại diện của mình, hôm nay là ngày 11 tháng 11 sinh nhật của Viên, mà bà xã thì 12 tháng 12, nhưng mà 11 tháng 11 là ngày sinh nhật của Viên. Thành ra hôm nay bà xã có một bất ngờ làm ăn cuốn để mà đãi Viên. Thì nhân dịp cái ngày sinh nhật này á, Viên cũng xin chúc đại gia đình mình luôn có nhiều sức khỏe bình an, rồi là luôn chung vui cùng với gia đình bé nhỏ của Viện với Tuyền bé Linh. Trong cái năm nay thì coi như là 63 rồi, nhưng mà tính ra tuổi Việt Nam tuổi mù á là 64 là ngày sinh nhật. Thành ra thì mời cả nhà mình cùng chung vui với sinh nhật đến Viện gia đình nhỏ. Thì mừng sinh nhật lần thứ 63 của ông xã. Tại vì ở bên Tây là họ hay tính tuổi đúng cái tuổi luôn, nhưng mà Việt Nam mình cộng thêm tuổi mụ nữa là 64. Thì sẵn đây bà con cũng chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe để lo chị em với con, và chúc anh luôn luôn vui tươi hạnh phúc bên em và con. Cảm ơn bà xã. Thì sinh nhật ở đây đơn sơ vậy thôi, cả nhà ấm cúng và ba thành viên vui với nhau. Bây giờ ông xã lấy rượu nhiều. Em thì cho em uống rượu đỏ. Bia. Hồi nãy Tiền giới thiệu cho cả nhà mình đó, mà Tiền quên một món, đó là bún. Tại vì khi mình cuốn á, không thể nào thiếu bún. Tại vì Tiền cũng đã luộc bún xong rồi mà Tiền quên lấy ra. Ở đây mình mua bún khô xong rồi mình luộc lên á, thì nhìn giống như bún tươi vậy đó. Thì bây giờ gia đình nhỏ của Tiền xin mời đại gia đình mình cùng ăn sinh nhật của ông xã Tiền với gia đình nhỏ của Tiền nhé. Hôm thứ bảy rồi á, là sinh nhật của mẹ đỡ đầu của Tiền. Tiền cũng có ghi tí hình ảnh về cái văn hóa cũng như cái phong tục của người Hà Lan, họ mừng sinh nhật ra sao. Thì hôm nay là ngày sinh nhật của ông xã Tiền, thì Tiền xin mời đại gia đình mình cùng bước vào bữa tiệc sinh nhật đơn sơ của gia đình nhỏ của Tiền. Thì ngày hôm nay là ngày vui của ông xã Tiền á, thì Tiền cũng uống chút xíu rượu. Rượu này là rượu bằng nho trắng thôi, không có độ cao lắm, 12 độ rưỡi. Cái rượu này 12 độ rưỡi. Ba Viện cũng rủ bé Linh uống rượu với ba Viện một tí, uống bia. Bia. Ba Viện rủ bé Linh uống bia với ba Viện tí. 18 tuổi là được uống bia rồi. Dạ. Nhưng mà uống chút xíu thôi. Tập cho con uống đi. Không dám đâu. Cá có tiêu quá. Cá thì ngon. Cô làm mất tiêu. Dạ. Mà có tiêu không? Bên đây sinh nhật ba con thì phải uống bia nha. Không uống say cũng được, lên lầu ngủ. Hỏi thầy. Nhà mình dùng bữa đó cơm tối sinh nhật của Viện. Xin mời cả nhà mình cùng ăn cuốn. Thì ở đây á, mình nấu một tô nước nóng như vậy nè, sau đó mà mình nhúng cái chén vào á, mình để cỡ một 30 giây thôi là mình cuốn được rồi. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe anh. Bình an. Thì cũng xin mời đại gia đình mình cùng ăn sinh nhật đơn sơ với gia đình nhỏ của Tiền, những cái món ăn rất là đơn sơ của gia đình Tiền luôn. Thì xin mời nhé. Trời bây giờ vào thu rồi, ở nhà cũng phải bảo len nữa là cho nó ấm á cả nhà. Thành ra tại vì bây giờ trời vào thu cũng lạnh nè, trong nhà chỉ có 19 độ thôi. Cái là cá. Cảm ơn đi con. Cảm ơn đi, nhưng mà người ta ok bờ á. Không cũng mất nhiêu thôi. Cái sợi hít được nhiều cá nè. Để có cái gao để nè. Chắc không mấy mở. Ôi, tại ăn trong nhà không mà thành ra tiền bốc. Đúng ra là xài đũa nhưng mà tiền bốc. Tiền thấy xoài thì mua ngon quá rồi tiền cũng bỏ xoài vô mình ăn luôn. Sao không xả? Cái cuốn của tiền cuốn hơi to. Cuốn em. Tiền xin mời cả nhà mình cùng ăn sinh nhật nhé. Ăn sinh nhật đơn sơ với gia đình nhỏ của tiền. Tiền xin mời. Xin mời đến nha. Cái này là sư bố nó kêu là giòn chả bát. Chua. Ừ.
Mặt con này hơi dính. Rồi anh cuốn lắm rồi, bên đây này anh cuốn. Cái này anh cuốn cái này rồi, anh sẽ còn. Cái này anh cuốn cá rồi. Chị cá tự rồi sao hai con, sao hai con mới biết ăn. Bây giờ tiền mà hai người bạn của cháu Linh nữa cũng như cháu Linh sẽ dành bất ngờ cho ông xã tiền, sẽ kêu ông xã tiền xuống dành bất ngờ cho anh ấy. Năm nay là sinh nhật lần thứ 63 của anh. Hello, hello Vin. Nou, hartstikke bedankt voor dat jullie hier komen voor mijn speciaal verjaardag. Leuk dat ze hebben mogen. En ik ben heel blij. Dat is mooi. En ook heel dankbaar voor Lien en mevrouw. En goed voor mijn zorgen. Klein kastje, maar veel wel grote tevreden. Oh, dat is wel schattig. Hai cô bạn của Lien đến chơi nè. Cô áo vàng là Vô Già, cô kia là Carmen. Dạ, Môi Maiden. Em có bà. Thì xin chào cả nhà. Thì hôm nay là một cái đặc biệt mà xã với Berlin đã dành một cái bất ngờ nho nhỏ cho Huyền. Rồi một cái vui nữa là bạn của cháu Linh cũng nghe tiếng là Huyền có ngày hôm nay sinh nhật là ngày 11 tháng 1. Thành là bạn của cháu Linh đó. Tặng cho ông xã Thiền Cây Lan. Có đến đây cũng như là mừng sinh nhật của Huyền luôn. Dạ. Thì Huyền rất là vui. Và bạn của Huyền tặng cho ông xã Thiền có bó bông hồng hoa. Berlin với bà xã có tặng cho mình một cái series những cái đôi vớ này á là đặc biệt cho mùa đông, tại vì bên Hà Lan là bây giờ sắp sẽ đến qua cái mùa thu này có mùa đông và có một cái phong bì, một cái phong bì nữa nha. Và lời chúc Linh với bà xã có mua tặng cho Việt trong cái này nội dung một cái cạc thì Việt sẽ đọc cái lời chúc đầu tiên của bà xã. Em mừng sinh nhật anh lần thứ 63. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Em yêu anh. Cảm ơn em. Và Berlin, happy birthday ba yêu. Hôm nay ba 63 tuổi rồi. Con cầu nguyện Chúa Giê-xu ban cho ba luôn luôn khỏe mạnh, nhiều sức khỏe để lo lắng cho mẹ và con, và luôn ở bên cạnh mẹ và con. Con mong cho ba luôn có một nụ cười tươi và rất cảm ơn Chúa ba cho ba đã tạo ra con để con được chào đời. Con yêu ba rất nhiều. Con yêu ba Papa. Cảm ơn con. Cái cạc là quá đẹp.
À, ông xã tiền đã cắt bánh nha nè. Berlin đặt cho ba viện một cái bánh làm bằng cà rốt rất là ngon. Một cái sinh nhật đơn sơ nhưng mà tiền cảm thấy rất là đầm ấm hạnh phúc. Tiền cũng xin mời đại gia đình mình cùng ăn bánh với gia đình nhỏ của tiền, cùng chung vui ngày sinh nhật lần thứ 63 của ông xã của tiền nhé. Tiền xin mời đại gia đình mình cùng ăn bánh cả gia đình mình nhé. Nè đúng rồi, xã ăn ông xã đây. Rồi cảm ơn em. Dạ. Ngon quá đâu. Tiền xin mời nhé. Thì bánh sinh nhật gia đình nhỏ của tiền ăn cũng gần hết rồi. Thì video cũng hơi dài. Đến đây gia đình nhỏ của tiền xin tạm chia tay đại gia đình mình. Và tiền xin chúc cho đại gia đình mình luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền cảm ơn đại gia đình mình đã dành thời gian quý báu ra xem video của tiền, cũng như là ủng hộ kênh YouTube của tiền trong suốt thời gian qua. Tiền xin chân thành cảm ơn thật nhiều. Nếu như đại gia đình mình thấy kênh YouTube của tiền hay cũng như có ý nghĩa, xin ủng hộ tiền bằng cách là bấm đăng ký kênh cũng như like và share cho tất cả mọi người cùng xem. Tiền xin chân thành cảm ơn thật là nhiều. Tiền xin hẹn đại gia đình mình vào những tập phim tiếp theo nhé. Xin chào cả nhà.